chủ nhà đánh trộm bị thương có thể sẽ không còn phải ngồi tù. Theo Bộ Luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, người đánh kẻ trộm thương tích dưới 60% có thể bị phạt tiền đến 20 triệu đồng. Điều 136 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi 2017 được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 có quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội. Theo luật sư Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc công ty luật ICC Đoàn Luật sư Hà Nội, Điều 136 Bộ Luật Hình sự 2015 có nhiều điểm mới so với Điều 106 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Luật sư phân tích, ngoài hành vi gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, Điều 136 bổ sung thêm hành vi cố ý gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe người khác do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội. Về hậu quả của hành vi, khoản 1 điều 136 đặt ra giới hạn tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân từ 31% đến 60% cấu thành tội phạm cơ bản. Trong khi đó, theo khoản 2 và khoản 3, nếu hậu quả từ 61% trở lên gây ra với nhiều người và dẫn đến chết người, thì tội phạm sẽ bị áp khung tăng nặng, mức phạt tù lên đến 3 năm. Nói về hình phạt của tội danh theo điều 136, luật sư dẫn giải, đối với người phạm tội, tại cấu thành cơ bản, khung hình phạt gồm phạt tiền từ 5 đến 20 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Về cơ bản, Điều 136 Luật Hình sự phạt nhẹ hơn so với Điều 106 có phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm trước đây, luật sư Tùng nói. Theo giám đốc công ty luật ACC, Điều 136 thường được áp dụng trong các vụ án người dân phát hiện bắt giữ hay đánh lại kẻ trộm khi vòng về. Bộ luật mới quy định tình huống chủ nhà phát hiện tên trộm nên truy đuổi và bắt giữ hoặc chống trả lại hành vi tấn công của tên trộm. Nếu hành vi của chủ nhà gây tổn thương cơ thể cho tên trộm từ 31% đến 60% thì chỉ có thể bị phạt tiền từ 5 đến 20 triệu hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm theo điều luật trên. Người bắt trộm ở Tây Ninh bị 12 tháng tù treo. Sau khi nghe tòa phúc thẩm tuyên 12 tháng tù treo, bị cáo người bắt trộm nói nếu tòa tuyên như vậy thì kẻ trộm sẽ lộng hành, còn ai dám bắt trộm nữa. Chiều 25 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh, 63 tuổi, ngụ phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh. Trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố Tây Ninh đã tuyên phạt ông Ánh 12 tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh. Ông Ánh kháng cáo vì cho rằng mình bị oan. Những lời khai mâu thuẫn. Tại phiên tòa phúc thẩm, người bị hại trong vụ án tức là kẻ trộm Tạ Công Trung, 23 tuổi, người làm chứng là Lê Minh Thành, 21 tuổi, cùng ngụ phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh đều vắng mặt. Trước đó, khi làm việc với công an, Trung và Thành đều có những lời khai mâu thuẫn với nhau. Trung khai, khi trộm gà bị phát hiện thì bỏ chạy đến bức tường định leo tẩu thoát, thì bị ông Ánh dùng chĩa đâm một cái vào mông trái. Khi cố ý chạy thì bị đâm thêm một nhát vào bụng, dính chĩa vào người. Khi đó, Trung bám vào hàng rào la cầu cứu, thì được Thành đỡ qua hàng rào. Đi được khoảng 20 mét, Trung rút mũi chĩa ra khỏi bụng rồi ngất, được Thành đưa đi cấp cứu. Nhưng tại một bản ghi lời khai khác, Trung khai lúc bị phát hiện thì bỏ gà lại, chạy đến bức tường định leo qua hàng rào thì bị ông Ánh đâm một cái vào bụng. Ông Ánh nắm thắt lưng lôi xuống té ngửa rồi dùng cây chĩa đâm một phát vào bụng, dính cây sắt trên người. Sau đó Trung bám qua hàng rào thì được Thành đỡ đưa đi cấp cứu. Người làm chứng Thành cũng có sự mâu thuẫn. Ban đầu Thành khai thấy Trung ôm hai con gà, phía sau có một người đàn ông cầm cây dài nên anh ta la, ông kìa. Trung bỏ gà leo lên tường thì bị ông Ánh đâm trúng vào mông. Lúc này Trung có leo qua hàng rào bị đâm trúng bụng, dính cây sắt vào người. Tuy nhiên, trong bản đối chất thì Thành lại khai, thấy ông Ánh đuổi theo, dùng chĩa đâm Trung một cái vào mông thì anh thụt đầu qua hàng rào. Thấy Trung la lớn, anh trèo lên tường đỡ Trung qua hàng rào rồi vào bệnh viện cấp cứu. Thành không thấy cây chĩa dính vào bụng Trung và cũng không xác định hàng vết thương ở bụng của Trung bị khi nào. Đâm từ bụng lên nhưng vết thương từ ngực xuống.
Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Ánh vẫn khẳng định mình chỉ đâm mũi chĩa trúng vào mông tên trộm. Ông Ánh không thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố gây thương tích trên bụng cho người bị hại đến 73%. Hàng rào sắt của gia đình có gắn chông nhọn, gần giống mũi chĩa, nên khi người bị hại trèo ra ngoài, có thể mũi chông này đã gây thương tích cho người bị hại, bị cáo Ánh khai. Theo bị cáo Ánh, sau khi tên trộm chạy thoát, ông tiếp tục truy tìm thì mới phát hiện người này đang nằm bệnh viện nên báo cho công an xử lý. Bị cáo chỉ nghĩ mình đến công an báo án để xử lý tên trộm, nhưng sau đó công an truy tố và cho rằng tôi đến công an báo án trở thành tình tiết tôi đầu thú. Bào chữa cho bị cáo, luật sư Đinh Thái Hoàng đưa ra nhiều tình tiết chứng minh lời khai của Chung có nhiều mâu thuẫn với lời khai của bị cáo và người làm chứng. Biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản thực nghiệm điều tra cũng không đủ căn cứ xác định bị cáo Ánh gây ra vết thương ở bụng. Các vết thương trên cơ thể của người bị hại không giống nhau và cơ quan chức năng vẫn không làm rõ hung khí gây ra. Kết luận giám định không xác định được cơ chế hình thành vết thương, nhưng vẫn kết tội bị cáo là chưa đủ căn cứ. Ngoài ra, luật sư cho rằng bức tường có hàng rào sắt mũi nhọn giao cách mặt đất 2,3 mét, ông Ánh cầm cây chĩa chạy trượt té, mũi chĩa đâm vào mông của tên trộm. Khi kẻ trộm leo lên thanh sắt ngang phía dưới hàng rào cao thì sẽ cách mặt đất 2,78 mét, bị ông Ánh đứng phía dưới không thể đâm trúng bụng kẻ trộm, mà nếu trúng thì vết thương phải có hướng từ dưới bụng xỉa lên ngực. Đằng này, vết thương nặng nhất ở phần bụng lại có hướng từ trên phần ngực xuống. Vậy thì không thể nói rằng vết thương này là do bị cáo Ánh gây ra, từ đó luật sư đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo Ánh vô tội. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử cho rằng nội dung kháng cáo của bị cáo Ánh không có cơ sở để xem xét, vì vậy tòa tuyên giữ nguyên mức án 12 tháng tù treo đối với bị cáo Ánh, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường 74 triệu đồng cho người bị hại. Sau khi nghe tòa tuyên án, ông Ánh cho rằng tòa cấp phúc thẩm tỉnh Tây Ninh tuyên như vậy là oan, gây thiệt hại cho bản thân và gia đình tôi. Nếu như thế này, sẽ tạo điều kiện cho kẻ trộm gây án, vì người dân sẽ không dám bắt trộm do sợ bị truy tố lâm vào con đường tù tội. Bắt trộm báo án nhưng bị xử hình sự. Theo án sơ thẩm, tối ngày 1 tháng 8 năm 2015, Chung và Thành rủ nhau vào nhà ông Ánh trộm gà. Lúc này, Thành đứng ở ngoài canh chừng, còn Chung leo tường rào vào trộm. Vì đã xảy ra mất trộm nhiều lần nên phát hiện kẻ trộm, ông Ánh cầm cây chĩa đầu sắt đuổi theo. Khi gần đuổi kịp, do trời mưa nên ông Ánh bị trượt chân té làm mũi chĩa đâm vào mông Chung một cái. Chung tiếp tục bỏ chạy, leo lên tường rào để trèo ra ngoài. Lúc này, ông Ánh chạy đến kêu Chung đứng lại và leo xuống, nhưng Chung không xuống. Ông Ánh dùng chĩa đâm một cái dính vào người Chung. Khi qua tường rào, Chung được Thành đỡ qua rào, rồi rút đầu chĩa để cạnh tường đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó ông Ánh đến công an phường Ninh Sơn trình báo vụ việc bị trộm. Kết luận giám định, thương tật tại vùng bụng của Chung là 73% và vùng mông là 1%. Ngày 28 tháng 8 năm 2016, công an thành phố Tây Ninh khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Đến ngày 10 tháng 3 năm 2017, công an chuyển qua thành vụ cố ý gây thương tích trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, đồng thời khởi tố bị can đối với ông Ánh. Về phía Trung và Thành, cơ quan tố tụng cho rằng cả hai chưa có tiền án tiền sự, hành vi trộm gà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.